luôn nhá. Kéo lấy vở đại ra. Đó, hôm nay mình học đại tiếp này. Thế tiếp tục nói về một cái phần của nhị thức Newton. Nhị thức Newton bài mà chia nhỏ ra nhiều lắm các em ạ. Đấy, đi tiếp tục nhị thức Newton. Nhưng bài này trong sách học có mỗi bài. Nên là nhiều khi các em gặp những bài khó các em không biết làm. Bạn bài lạ lạ, chưa được luyện mấy không biết làm. Đây thầy này. Hôm nay thầy nói về cái dạng bài trong nhị thức Newton, nhưng mà dạng bài nó có cái liên quan đến việc là chứng minh hoặc là tính tổng. Nhá, cái dạng bài chứng minh hoặc là tính tổng. Đấy, bây giờ thầy lấy thử một cái ví dụ cho bạn hình dung. Thầy lấy ví dụ này, bài hai bài đầu tiên nó đi, bài một. Thầy yêu cầu là tính. Tính sau đây. Thầy có là C0 này. C0 C0 10 cộng với 2 nhân với lại C1 10 cộng với 2 mũ 2 nhân với C2 10 cộng vân vân. Và đến cuối cùng là phải có là 2 mũ 10 nhân với lại C10 10. Đấy, bạn nhìn nhé, bắt thầy bắt tính tổng thế này nhá. Ví dụ đây là tổng S đi, thì bằng đây nhá, C0 10 này cộng với 2 nhân C1 10 cộng 2 mũ 2 nhân C2 10 và cộng vân vân cộng đến 2 mũ 10 nhân với C10 10 nhá. Thì bây giờ quan sát này, ở đây cái này nhìn thoạt nhìn đầu tiên về cái nhận xét của tôi nó rất giống nhị thức Newton. Đấy, nó có dạng nhị thức Newton. Nhưng theo các bạn nó ở dạng gì nhỉ? Ai biết nào? Ở dạng gì? Mình học có hai dạng đấy. Chúng ta học có hai dạng về nhị thức Newton đấy. Một là dạng thu gọn, hai là dạng đầy đủ. Thì nó thuộc dạng nào các em? À, theo các em nó thuộc dạng gì đây? Thảo, viết như này là thuộc dạng gì? Em đang thấy là dạng đầy đủ ạ. Ok, đúng rồi. Này nó là dạng đầy đủ. Tức là người ta khai triển hết ra. Người ta thay hết K vào. Chứ nó không chỉ là viết cái tổng quát nữa. Rồi, đây là dạng đầy đủ. Vậy thì rõ ràng cái này bản chất nó cũng là một cái khai triển thôi. Nhưng mà để dạng này ấy, thì bạn lại rất khó nhìn. Nhưng mà bạn rất khó nhìn là A là gì, B là gì, rồi N là bao nhiêu ấy. Thế vậy thì ở đây bạn phải, với cái bài như này thì cái lời khuyên các bạn là nên chuyển cho thầy. Một là bạn nếu xác định được luôn AB thì không nói. Nhưng nếu không thì bạn nên chuyển cho thầy về dạng thu gọn. Tức là bạn xem cái tính chất đặc trưng của những thằng hạng tử ở trong đây nó là có chung cái gì. Nhá, xem cái tính chất đặc trưng của nó để mình đưa ra cái dạng thu gọn của nó. Thì mình dễ suy ra về cái công thức đầu hơn. Ở đây nhá, mình sẽ xem cái tính chất. Đấy, mình sẽ quan sát tính chất của các cái hạng tử. Của các hạng tử. Nha, quan sát tính chất của hạng tử để mình được ra tìm được A với B là bằng bao nhiêu. Các bạn nhá. Đấy, bây giờ bạn nhìn qua đi xem là liệu ở đây AB là gì. Đây, em quan sát này. Đầu tiên là thầy nhận định một phát là ở đây là đầu tiên nó có C0 10 nhưng mà chẳng nhân cái gì. Thế mình hiểu nôm na ở đây là nó có nhân thêm cái con 2 mũ 0. Nhưng do nhân 2 mũ 0 là 1 nên không viết cũng được. Được chưa? Thì đầu tiên thầy viết như này đi. S thầy viết cho thành dạng này 2 mũ 0 nhân với lại C0 10 cộng với 2, đây là 2 mũ 1 đúng không? Nhân với C1 10 cộng 2 mũ 2 nhân với C2 10 cộng vân vân. Và cộng đến 2 mũ 10 nhân với C10 10. Ok chưa? Thì để ý nó có đặc điểm chung cái này này, trong nhị thức Newton ấy, khai triển ấy. Thầy ghi lại dạng thu gọn nhá. Tổng sigma CKN nhá. A mũ N trừ K nhân B mũ K. Bạn nhớ này, nhị thức Newton dạng thu gọn đây nhá, nhớ công thức này cho thầy. Theo công thức này này, mình luôn thấy là thằng CKN này nó có cái K chung với thằng B mũ K. Đây, hai thằng này có liên hệ với nhau. Vậy thì thằng nào
thằng nào mà chung ví dụ là mũ gì mà lại giống cái C đây thì thằng đấy sẽ là thằng B. Làm gì này, hai mũ không đi với C không không, hai mũ một đi với C một đang tương tự hai mũ hai đi C hai vân, hai mũ 10 đi C 10. Vậy ở đây B phải là hai, đồng ý không? B phải là hai. Tuy nhiên thầy chưa thấy A đâu. Đố các bạn biết A là mấy? Nào theo em ở đây A là mấy ở phòng? A đây là cái gì? Không nhìn thấy A đâu đâu cả. Theo em là gì ở phòng? Chưa nghe gì cả. Mình phòng sao bật lên chẳng nghe gì. Ôi mất 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 mic rồi. Có ai nghe thấy bạn nói không? Thầy đâu không thấy không nghe gì rồi. Đến thầy hỏi được. Theo em ở đây A cũng mấy? Thanh niên Trấn Đạo nào. A mấy em? Em nghĩ là A bằng 1 ạ. Tại vì một lũy thừa bao nhiêu chả vẫn là một đúng đúng không? Rồi thế vậy thì A ở đây phải là một. A ở đây phải là một. Thế vậy nếu ở đây đây mình đang đang tư duy rồi nhá. Nếu có trắc nghiệm mà nhìn phát này A B là 2 B A là 1. Vậy thì có phải của mình sẽ là A cộng B tất cả mũ N, N của mình là chính là cái con số dưới đây nhá, là 10 đúng không? Mũ 10 mà A là 1, B là 2 thì thành cái này. Vậy là 3 mũ 10 không? Đấy nếu mà làm trắc nghiệm là nháp đây là mình đã chọn được luôn rồi này. Tuy nhiên bây giờ biến đổi vào trong bài. Viết cho nó bài bản. Viết C lên trước thì C0 10 nhân với gì đây? Có phải là 1 mũ 10 không? Nhân 2 mũ 0 không? Rồi C1 10 nhân 1 mũ 9. Rồi C2 10 1 mũ 8 nhân với lại 2 mũ 2 cộng vân vân. Đến cuối là gì? C 10 10 nhân 1 mũ 0 và nhân 2 mũ mũ 10. Đấy bạn nhìn đúng vai trò chưa? Nếu thầy viết thành dạng công thức thu gọn nhá. K từ 0 đến 10 của C K 10 này. Với A là 1 mũ 10 trừ K nhân với lại gì B là 2 mũ mũ K. Hay nói khác là bằng gì? Thực ra cái dòng này không cần thiết. Đây này dòng này là không cần thiết. Nhá, bạn viết khi bạn viết ra đến dạng này ấy, là bạn bay xuống dưới đây luôn cho thầy. Đấy, nhưng mà như thầy thấy là nếu em viết thành như thế này thì em sẽ ok hơn nhá, không cần qua dòng này cũng được. Em nếu từ đây ra em nhìn AB chính xác rồi nhá, phải chuẩn nhá. Bởi vì nhiều lúc có số lát nữa nó qua dấu trừ thứ vào nó loạn hết cả lên đấy. Thì đây nhớ A của mình là 1. B của mình là 2. Tất cả mũ mũ N là mũ 10. Vậy là 3 mũ mũ 10. Bấm máy bao 10 bao nhiêu các em nhỉ? 3 10 là bao nhiêu đấy? 3 10 bao nhiêu ở đỉnh? Bấm e. Máy có hiện được không? 59.049 59.049. Ok. Đây là kết quả của cái bài đầu tiên. Đấy, tính. Rồi, bây giờ tương tự bạn làm với thầy có câu này phát nhá. Nào. Làm cái này đi. Áp dụng cái tự làm vở nhá. Đây là phần nháp nhá, đây hoàn toàn là phần nháp. Bài nào của chúng ta có mỗi đoạn tí tí thôi này, mỗi đoạn tí thôi này. Đấy, mà cũng không cần dòng này luôn, không cần dòng này luôn vì thực ra đây là dạng đầy đủ mà, đầy đủ hay là thu gọn thì đều suy ra được cái này hết. Rồi áp dụng này, bạn tính cho thầy cái tổng S sau đây. C0 cộng với thầy này 3 mũ 2021 của C 2021 2021. Ok, tính cái vở nào. Tự viết là vở. Tương tự câu trên, sau đó chụp lên thầy xem. Thầy ghi một câu nữa nhá. Câu này câu A. Câu B đi, thì cho S bằng.
Rồi bài này thì có số cụ thể mà thầy chỉ đi để là n, các bạn cứ để nguyên n tính thôi. Xem cho thầy xem là ở đây mình sẽ thấy a với b là bao nhiêu, biến đổi đi. Các bạn ra hết bài này đúng không? Câu này đầu tiên là đơn giản thôi. Đấy, đây chẳng thấy cái số nào, hai con là một hết rồi. C0n này nhân một mũ DCKn nhân một mũ n trừ không là một mũ n, đúng chưa? Và nhân lên một mũ mũ không nữa. Đây cộng C1n nhân một mũ n trừ một và nhân với một mũ một. Đây cộng với C2n nhân một mũ n trừ hai nhân một mũ hai, vân vân. CNn nhân một mũ n trừ n thì là một mũ không và nhân với một mũ n. Tóm lại a với b đều là một hết. Đấy, vậy là ra 2 mũ n. Ok. Rồi, bây giờ thầy sang bài số 2 nhá. Thầy xem các bạn xử lý bài 2 như nào. Bài 1 là xong này, sang bài số 2. Rồi, tính. S bằng này. Cho bạn thời gian suy nghĩ trước đó nha. Rồi, ok. Em tính cái này nào. Cho em suy nghĩ trước. Việt Phương xong bài này chưa em? Em chưa thầy. Chưa được. Thanh Hiền Trấn đã à, Nguyễn Khuyến đi, Thanh Hiền Nguyễn Khuyến đi. Em xong bài này chưa? Em Chưa, em chưa. ok, à, sao nào khác xem nào. Bạn nào xem cho thầy xem là ở đây A là gì, B là gì, Tiến. Tiến đoán thầy A là gì, B là gì? À đây đây đây, có bài Thế Anh gửi. A là gì, B là gì với Thế Anh? Thầy A là 3, B là trừ 1 ạ. À, em kiểm tra thấy nó có khớp không? Nó có chuẩn về dấu trừ ở đây không? Về về cái kinh nghiệm ở đây nhá. Em nhìn này, nó có sự đan dấu ấy. Đây này, tôi đánh giá này, cả cái bên này, này nó vẫn đi như bình thường, vẫn là từ C0, C1, C2 vân vân đến C16 này. Tuy nhiên là nó có đủ hết tất cả thành phần 17 ấy, 17 cái hạng tử tất cả. Tuy nhiên ở đây có sự đan dấu. Đan dấu. Mà đan dấu ấy thì khẳng định chắc chắn một điều là trong một trong hai thằng A và B ấy, kiểu gì có một thằng âm. Một thằng thôi nhá. Nếu hai thằng cùng âm thì cái đấy là nó không có tác dụng nữa. Đấy, kiểu gì trong A B có một thằng âm, sẽ có một số âm. Đấy, ở trong A và B. Thì là thằng âm là thằng nào thì mình phải tính. Tiếp theo nữa là mình thấy là ở đây tất cả đều có cái lũy thừa 3 này, khả năng là sẽ có một thằng là 3 với một thằng âm. Thấy chưa? 3 với thằng âm. Hoặc là có thể đây biết đâu lại là -3 thì sao, đúng không? Ví dụ -3. Đấy, ví dụ là -3, ví dụ đây nha. Bởi vì bản bản thân nhá, bây giờ mà lẻ mà muốn nó âm ấy thì nó phải là lũy thừa lẻ, số mũ lẻ. Đấy, chẳng hạn mình đi nhá, ví dụ nếu em xác định là như thế anh cách vừa rồi là xác định là đi ra là bộ 3 với lại -1 đấy. Thì 3 là A đúng không? 3 sẽ là A, B của em sẽ là trừ 1. B của em là trừ 1 thì trừ 1 đây ví dụ như này là thành trừ 1 mũ 0 này. Trừ 1 mũ 0 thì không biến mất này. Nhưng ở đây thì thành là trừ 1 mũ 1. Trừ 1 mũ 1 thì là mũ lẻ. Nên nó rất là khớp luôn, khớp luôn dấu trừ. Cái này là trừ 1 mũ 2 thì nó là 1 thì nó không có dấu trừ nhá, là dấu cộng. Nhưng mà tiếp theo đây là sẽ là C3. C3 thì là trừ 1 mũ 3 đây này. Nó lại là âm tiếp. Cứ cái nào đi với C lẻ thì nó có phải là đang đi âm không? Đấy, thì đây thì làm theo cái cách cái hướng của thế anh trước nhá. Thầy thấy S của thầy bằng này, thầy biến đổi thì biết là thành C0 của 16 nhân với lại gì đây? Nhân với lại -1. Đấy.
À, nhau nhân, sorry các bạn, nhân với 3 đã. Nhân với 3 cũng 16. Sau đó nhân với trừ 1 mũ 0. Đây đây mới đúng. Tiếp theo là cộng với C1 16 nhân với lại 3 mũ 15 và nhân với lại trừ 1 mũ 1. Đấy nhá, thì có phải chúng cần thành dấu trừ ở đằng trước này không? Nhưng tôi để hết ở bên trong rồi. Cộng với C2 16 nhân 3 mũ 14 nhân với trừ 1 mũ 2. Vân vân như vậy. Cộng với thằng cuối này. Gần cuối đi. C15 của 15 nhân với 3 mũ 1 và nhân với lại trừ 1 mũ 15. Và cộng thằng cuối cùng là C16 của 16 nhân với 3 mũ 0 và nhân với trừ 1 mũ 16. Thì trừ 1 mũ 16 là bằng 1 rồi, nên nó hết. Nên là cuối cùng chỉ còn cái cuối cùng chỉ còn mỗi C16 16. Vậy thì ta thấy ở đây sẽ bằng là gì đây? Bản chất nó sẽ là 3 này cộng với trừ 1 tất cả mũ 16 hay là bằng gì? 2 mũ 16. Đấy, em để nguyên này cũng được. Đấy chưa? Cái hướng thứ nhất là thầy thấy thế này. Bởi vì là thầy phát hiện ra là gì? Ở đây là cái đặc điểm là những nhớ là những thằng nào âm ấy, thằng nào âm ấy thì nó phải đi với thằng mũ lẻ. Nhá, thằng âm này mình phải để ý xem là cái thằng nào mà muốn tạo ra cái dấu trừ này nó phải đi với thằng mũ lẻ, lũy thừa mũ cơ số lẻ. À, số mũ lẻ. Mũ lẻ các bạn nhá. Thì thằng mũ lẻ thì đây là thấy ở đây là nếu ở đây là 15 thì thằng còn lại là mũ 1 đúng không? Bởi vì tổng của hai cái thằng AB, các bạn nhớ về tính chất của các cái số hạng ở trong một cái nhị thức Newton. Tổng hệ số, tổng số mũ của A và B đều bằng cái số N. Thế vậy là cái 15 này cộng với cái 1 của cái thằng này. Đây này, 15 cộng 1 thằng này sẽ là vừa đủ 16 bằng N. Vậy câu này ra là 2 mũ 16. Ok, nào bây giờ thử phân tích theo cách số 2 làm sao nhá. Nào đi cách 2 này. Cách số 2. Thì thực ra nó sẽ tùy vào cái việc bạn phát hiện vấn đề theo hướng nào trước. Thì ta sẽ làm cách đấy. Cách 2. Để ghi lại đề bài một chút này. S của thầy bằng là 3 mũ 16 nhân với C0 16 trừ 3 mũ 15 nhân C1 16 cộng với 3 mũ 14 nhân với lại C2 16 trừ vân vân trừ 3 nhân với lại C15 15 và cộng với C16 16. Thì ở đây thay vì thầy phát hiện nhá, thầy để ý này. Rõ ràng là thằng 3 mũ này nó cũng là lẻ anh em này. Nhìn mới xem. 3 mũ 15 này lẻ này. Thế vậy đây nếu nhỡ thầy nghĩ là à ở đây AB nó không phải là 3 với âm 1 nữa mà là sẽ thì có trừ 3 với lại 1. Bạn nghĩ mà xem, thầy có trừ 3 với lại 1 thì rõ ràng là vẫn thỏa mãn là vì nhá, trừ 3 và mũ lẻ nó vẫn đảm bảo cái dấu trừ giữ lại. Thế cho ví dụ nhá, trừ 3 mà tất cả mũ 15 nhá. Thì có phải thành là trừ của 3 mũ 15 không? Khi em lũy thừa cơ số mũ lẻ thì nó giữ nguyên cái dấu trừ lại. Được chưa? Em lũy thừa đây này, trừ này thực ra là trừ 1. Trừ 1 mũ lẻ thì vẫn là trừ 1 mà. Đấy, còn 3 mũ 15 thì đây rồi. Đó, thế vậy đây thầy tư duy theo hướng khác. Đó là thầy C0 16 này. Thầy nhân với lại đây trừ 3 mũ 16. Tại đây khi mũ chẵn thì nó mất dấu trừ nhá. Và nhân với 1 mũ 0. Cộng với C1 16. Nhân với lại 3 trừ 3 tất cả mũ 15. Nhân với 1 mũ 1. Đấy, rồi C2 16. Nhân với trừ 3 tất cả mũ 14. Và nhân với lại 1 mũ 2 cộng vân vân. Cộng đến cuối cùng nhá. C16 của 16 nhân với trừ 3 tất cả mũ 0 nhân với lại 1 mũ 16. Rồi, thế bên đây thì mình thấy là A của mình là âm 3, B của em là 1. Nhá, tất cả mũ 16. Thì ở đây mình đang thấy nó là trừ 2 tất cả mũ 16. Tuy nhiên mà mũ 16 là mũ chẵn nên lại cũng về 2 mũ 16. Nhá, kết quả như nhau. Chả khác gì. Đấy, tuy nhiên là hai hướng suy nghĩ nhá, hướng này thì nghĩ A thì là âm 3, B là 1. Thấy chưa? Có những bài nó không đổi được đâu, nhưng bài này thì mình hai cách đều ok hết. Đấy, hai cái hướng này đều ok cả. Các em chữa cách 2 vào, sau đó ghi thầy áp dụng. Đó, tính cho thầy vào vở này. Tính này. À. Thầy cho về thức S bằng. Hai mũ 19 nhân với lại C à không, từ sẽ 2 mũ 19 nha. Rồi 2 mũ
12 mũ 19 được. Nhân với lại C0 19 trừ 2 mũ 18 nhân với C1 của 19 thì cộng với 2 mũ 17. 2 mũ 17 nhân với lại C2 của 19 trừ đi vân vân. Trừ đi này. Bây giờ là 2 mũ xong đến 2 mũ 1, 2 mũ 0 đúng không? Cộng với 2 mũ 1 nhân với lại C18 của 19 và trừ đi 2 mũ 0 nha, nhân với lại C19 của 19. Ok. Rồi nhà các bạn biến đổi thầy nào. Nào cô A. Nhá, để ý nhá. Muốn nó là âm thì nó phải là số mũ lẻ các em nhá. Câu này các em lưu ý về dấu coi cho thầy nhá. Để ý các bạn biến đổi là thấy chuẩn rồi đấy. Nhớ nhá, C019 này. Để nhân là gì đây? 2 mũ 19 và nhân với lại ở đây là có trừ 1 đúng không? Trừ 1 mũ mũ 0. Thì chỗ này là không có gì rồi. Nên là 19 này. Sau đó thì cộng với C1 19 nhân với 2 mũ 18 và nhân với trừ 1 mũ 1. Đấy, cộng với C2 19 nhân với lại 2 mũ 17 nhân với lại trừ 1 mũ 2 vân vân như vậy. Đến cuối là gì? C19 của 19 nhân 2 mũ 0 và nhân với trừ 1 mũ 19 thì nó thành dấu trừ ở đây này. Đấy, nói chung là mình cứ để ý cái thằng mũ lẻ. Cuối cùng là mình A của mình 2, B là âm 1 nhá. Vậy 2 cộng với trừ 1 tất cả mũ 19 không? Hay là gì bằng 1 mũ 19? Vậy chính là bằng 1. Đấy, thực ra cả một tổng to đùng này cuối cùng kết quả ra là 1. Ok chưa? Rồi, vậy tương tự như vậy, những cái gì mình đã vừa làm ở trên, tính toán trên thì bạn thử xem cho thầy nhá. Bài này sẽ ra cái gì? Tìm x biết này, 4 mũ 0 nhân với C08 cộng 4 mũ 1 nhân với C18 cộng 4 mũ 2 nhân với C28 cộng vân vân cộng 4 mũ 8 nhân với C88 từ bằng 5 mũ x. Nào vào đây xem nào. Biến đổi cẩn thận đấy nhá, đừng làm tắt quá. Tiếp này. Câu này xem làm nào nhá. Cứ ghen dòng 8 thì quá dễ. Làm tìm thầy này. Tìm N thuộc Z cộng nguyên dương nhá. Biết 3 mũ N nhân với C0N trừ 3 mũ N trừ 1 nhân với C1N nhá. Cộng 3 mũ N trừ 2 nhân với C2N trừ 3 mũ N trừ 3 nhân với C3N cộng vân vân. Cộng với trừ 1 mũ N nhân với CNN. Đấy, bằng 2048. Rồi. Làm luôn thầy nào. Xem thầy câu này là N ra bao nhiêu. Rồi, ai xong cái bài vừa rồi nhá. Ai xong cái bài vừa rồi thì chúng ta sang cái bài sau đây. Được thử ghi câu D nhá. Bài vừa rồi thì nó cũng bình thường thôi. Tìm N thuộc Z cộng biết C1N cộng C2N vân vân cộng với CN trừ 1N cộng với CNN thì bằng 4095. Ok. Tìm với thầy N đấy nhá, số nguyên dương nhá. Thỏa mãn cái đấy. Bài này các bạn thấy nó sai sai ở đâu không các bạn? Hỏi các bạn, thấy nó sai sai chỗ nào? Phát hiện là thấy số sai sai. Trong cái đề nó cứ hơi vô lý sao? Đó.
Thảo thấy không Thảo? Chưa chưa được rồi. Em cũng không rõ lắm nhưng mà hình như nó bị ngược ngược với thầy ạ. Ngược ngược á? Thực ra nó cái sai sai của thầy đề cập ở đây là cái sự thiếu. Đố bạn biết nó thiếu gì? Nhìn là về trái thiếu gì? Nào em phải biết được nó thiếu cái gì. Chưa phát hiện nó thiếu cái gì thì chưa thể làm được. Nào, ai thiếu C0N ạ. Đúng rồi, thiếu C0. Trong tất cả các tổ hợp, trong tất cả các khai triển thức Newton luôn phải bắt đầu từ và kết thúc ở CN. Đây, làm gì có C0 đâu. Thiếu không? Nhưng này, nhớ cho thầy như sau này. Cái C0 của tất cả mọi thứ nó đều bằng 1 các bạn ạ. Nha. C0 của gì nó bằng bằng 1 hết. Thế vậy thực ra ở đây về trái thiếu đúng một số là số 1. Tự thêm số 1. Thế nhỉ? Tự thêm số 1 à. Tức là thêm bên trái thì thêm là C0N. Đấy, bên trái thêm C0N. Bên phải thêm 1 và thành 4096. Ok chưa? Sau đây biến đổi một tí là ra. Ở đây AB đều là 1 nhá. 1 mũ N nhân với lại 1 mũ 0. Đấy, C1N nhân với 1 mũ N trừ 1 nhân với 1 mũ 1. Cộng với C2N nhân với 1 mũ N trừ 2 nhân 1 mũ 2 cộng vân vân. Và cộng đến CNN nhân với 1 mũ 0 nhân với 1 mũ N. Dạ, bằng 4096. Thì đây thực ra về trái của mình chính là khai triển mà A cộng B là 2 con 1 hết đây này. Và mũ đây là mũ N. 4096 là 2 mũ 7 các bạn nhỉ? 2 mũ 7 đấy. 2 mấy các em? 2 mũ 12 ạ. Ok, 2 mũ 12, vậy 2 mũ N bằng 2 mũ 12. Điều đó có nghĩa là N bằng 12. Thỏa mãn. Đó, ở đây nhá, phải phát hiện ra thầy là nó thiếu. Nghe chưa? Đấy nhá, thiếu cái thằng này này. Nhá, phát hiện là thiếu. Thiếu C0. Đấy, em có thể ghi cái đánh giá vào đây này. Bạn này là thiếu C0. Thiếu thì thêm mà. Nhá, nó có bài nó còn thừa cơ nhá. Nghe này, có bài nó còn thừa. Lúc nào đấy các bạn chẳng hạn vô tình gặp cái bài đấy, thấy nó còn trường hợp nó thừa đấy. Bài này là thiếu. Rồi, thế tương tự vậy làm thêm câu nữa. Nhá, thêm một câu nữa. D xong chưa nhỉ? Yeah, thầy ghi vào đây nhá. Câu E đi. Vẫn là tìm tìm nào thuộc Z cộng nhá. Tìm nào thuộc Z cộng đi. Rồi, thuộc Z cộng biết C0N. À không, sorry. Nhìn nhầm. 2 nhân với lại C1N cộng 2 mũ 2 nhân với C2N cộng vân vân. Đấy, cộng với 2 mũ 10 nhân với lại C10N. À đâu? Từ từ đã. 2 mũ N. 2 mũ N nhân với CNN. Để C thì bằng 3 mũ N. À không. Viết này đây. Chỗ này là bằng từ đây số đây. Nhận. 59048. Ok. Bài này tại thầy vừa bịa ra. Làm luôn thầy nhá. Luôn gửi nhóm. Qua ví dụ DVE thì ta nhớ là luôn luôn nhớ là C0 nhá. C0 của mọi cái dãy ấy nó đều bằng 1. Mình thấy nó thiếu thì mình tự thêm à. Rồi hôm sau thầy sẽ đưa ra các bài nó lát léo hơn. Nhá. Những cái phần của phần lý thuyết Newton này này, có những bài nó còn áp dụng vào những kiến thức của phần sau cơ, về đạo hàm tích phân. Đạo hàm thì cuối lớp 11, tích phân thì lớp 12, nhưng mà cái đấy mình chưa học nên là chưa thể nói được. Nên nó cũng có dấu hiệu hết, tất cả các dạng này dấu hiệu hết. Đi thi người ta cũng hỏi bài khá là cơ bản, có
Còn đây là mình phòng trường hợp cho câu này và cho câu trắc nghiệm này thì em vẫn xử lý được. Chứ còn thầy nghĩ nếu mà thi tự luận thì không ra đến cái mức độ hỏi linh ta linh tinh đâu, quá khó đâu. Đấy, vì đây nó không phải cái để mà người ta tập trung người ta hỏi khó. Chỉ cần các bạn biết làm được riêng cái lý thuyết Newton ấy thì nó sẽ rơi vào cái form như mấy hôm trước thầy đã cho các bạn làm, đó là họ sẽ không cho biết n, nó cho một khai triển. Ví dụ tìm xác định hệ số của x mũ 8 chẳng hạn. Nhưng mà n ở đấy nó không biết. Và muốn tìm n thì phải giải một phương trình tổ hợp. Vậy là đủ vất vả cho các bạn này. Đấy, trong cái bối cảnh ngồi phòng thi thì đấy là một câu đấy đã đủ cho mình vất vả, chứ chẳng cần phải cho khó quá làm gì. Em gửi hết bài thầy xem nào. Đây là N10. Các em nhớ là làm những cái bài gì có điều kiện này, em đối chiếu thầy. Thì anh thêm đối chiếu em ạ. Thiếu cái đối chiếu viết thêm mà. Định mở ngoặc không đóng ngoặc. Định ơi định. Em nào chưa có cái đối chiếu thêm cho thầy vào đi. Là một thói quen. Tự luận mà thế là nói như là cũng có cơ sở để bị trừ điểm đấy. Tại vì bước đối chiếu là một bước vào trong bài làm phần tự luận mà. Và những bài mà đối chiếu xong kết quả nó mới đúng được. Đấy thì em không cẩn thận bước đấy là có thể sẽ bị sai nhá. Bài sau khi đối chiếu điều kiện thì nó loại bớt các giá trị đi mà. Ok. Thì các bạn nhớ nhỉ, nhớ chụp vở ghi này. Còn lát bây giờ thầy sẽ gửi cho bạn luôn cái file PDF, đợi tí nhé. Sau buổi học thầy gửi luôn. Cái PDF thầy ghi làm bài gì đến đấy nhá. Nhiệm vụ các em là phải làm vở bài tập ấy. Có phần giải thích đấy nhá. Nghĩ thức Newton là không thể ngồi nhìn mà ra được đâu. Đấy, nhìn mà ra được thì đỉnh cao luôn rồi nhá. Đấy, các bạn nghỉ nhá. Là học đây thôi.